dòng thời gian luân chuyển mai đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diều miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi bàn thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo pháp tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành nhung gấm nơi ta bà. Ta dâng đời trinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng mùa hàng xa, ta dâng đời trinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng mùa hàng xa. Dòng thời gian luân chuyển mai đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diều miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi bàn thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo pháp tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành nhung gấm nơi ta bà. Ta dâng đời trinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng mùa hàng xa, ta dâng đời trinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng của hàng xa. Dòng thời gian luân chuyển mai đây đã hết năm rồi, bao nhiêu tình quyến luyến ươm mầm sông tận đất sâu, con đường xưa phía trước vẫn vì diều miền thầm thầm, lòng dân lòng cần bước bao được mất xa tầm tay. Chim non buông tiếng hát ca vàng, muôn nơi bàn thánh nhạc Di Đà, tiếng liêng đạo pháp tỏa muôn lối, hương sen thơm ngát tận cõi lòng. An nhiên không đau khổ, thế giới nở đầy tâm hoa, muôn phương ngàn hoa lá thành nhung gấm nơi ta bà. Ta dâng đời trinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng trong tiếng vọng mùa hàng xa, ta dâng đời trinh trắng bao diệu pháp mận Bà La, ta dâng đời thầm lặng tiếng vọng đến hàng xa. Mô Di Đà Phật. Thưa tất cả quý Phật tử, trong nhà chùa đêm 29 hoặc là đêm 30, nếu mà tháng thiếu thì 29, tháng đủ thì 30. Đêm 30 hoặc là đêm 29 lúc 12 giờ thì làm lễ đón giao thừa. Mà trong chùa thì không có sử dụng cái từ đón giao thừa, mà có một cái từ khác hơn, gọi là đêm trừ tịch. Các tổ đình xưa thường sử dụng cái từ này.
đêm trừ tịch thì nó mang tính cách nội bộ. Thầy trò ngồi quay quần bên nhau trong nội bộ một tự viện. Tự viện đó nó có thể có sức chứa hoặc là chúng xuất gia khoảng 5.000 người, cũng có nơi khoảng 1.000 hay là 500 người. Và thường thì vị hòa thượng viện chủ, ngài là những vị cao tăng đắc đạo, ngài mới ngồi ở giữa để mà lắng nghe những cái bài học của các đệ tử. Và có thêm cái phần rất là thiêng liêng là uống trà. Cho nên thêm một cái từ nữa gọi là đêm trừ tịch phổ trà. Đó là những cái danh từ nhà chùa xa xưa, các tổ, đặc biệt là truyền thống ở Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản, Triều Tiên còn có những hình ảnh đó, ngày hôm nay vẫn còn. Thì trở lại là trong cái tinh thần của người tu thì cái đêm 30 là sau khi lễ Phật rồi quây quần bên nhau, thầy trò ở trong chùa chia sẻ một bài học kinh nghiệm của một năm. Suốt một năm qua, mỗi người tự ý thức và tự nhìn lại chính mình coi ra là con đường tâm linh mình đang bước tới đâu, mình đang đi tới đâu. Và nếu mà ở trong chùa mà có nhiều người tiến bộ thì vị chủ hòa thượng viện chủ rất là mừng. Còn nếu trong chùa một năm chúng đông, đà na thí chủ tin tưởng vào uy lực của tam bảo và cúng dường để nuôi cho mình ăn, mà mình chẳng có tiến bộ về mặt tâm thức, thì đó là một cái, nếu nói một cách nghiêm túc, các tổ nói là đó là một cái sự nhục nhã của người tu. Mình thọ lãnh của tính thí đàn na thập phương ba tấn để người ta dâng cúng mình, để một mục đích duy nhất là mình tu. Và ý nghĩa tu của các tổ là phải có một sự tiến bộ về mặt tâm thức. Cho nên những ngôi chùa hoặc là một năm nào đó mà không có người tiến bộ, giàu hình thức là nuôi cả ngàn, cả 5.000 người, cả 500 người không đó, mà không tiến bộ thì các ngài có nhiều vị hòa thượng, các ngài ngồi, các ngài khóc. Bởi vì cả chùa như vậy mà không có sự tiến bộ thì các ngài ngồi, các ngài buồn rơi lệ. Cho nên các ngài mới thốt lên một câu là đón giao thừa mừng năm mới, nhưng mà khóc như đưa đám ma mẹ. Một vị thiền sư ngài rơi nước mà ngài thổn thức buồn, nói là một câu buồn đến nỗi một cái nỗi buồn đó
nỗi buồn mà trong chùa không có người tiến bộ, mà ngài khóc y như là đưa đám ma mẹ, thì quý vị biết là nỗi buồn nó như thế nào. Chỉ một điều duy nhất là ngồi đêm phổ trà trì tịch, nhìn lại quãng đường tu hành của mình không có tiến bộ, là các ngài tự hổ thẹn, mà nói theo ngôn ngữ bây giờ là một sỉ nhục, một nỗi nhục nhã. Người xưa người ta đón Tết như vậy, mà người ta tu hành cho nên là có sự tiến bộ rõ rệt, người ta sợ lắm, sợ không có tiến bộ, sợ mang ơn nặng của thí chủ đàn na để mà kiếp sau có thể là bị mang lông đội sừng, cho nên là các ngài sợ. Ngày nay người tu mình nói ở trong cái phạm vi chùa Phật tổ ha, quý vị cũng phải tự mỗi người nhìn lại con đường tâm linh của mình về mặt tâm thức, coi coi mình có tiến bộ hay không. Đương nhiên là sự tiến bộ của quý vị hay là không tiến bộ của quý vị là thiền hữu không biết đó. Cho nên thiền hữu không khóc. Thế đó mà thiền hữu còn biết, giống như các vị tổ ngày xưa đó, là thiền hữu nãy giờ là sao? Khóc. Các tổ nói là khóc đi như là đưa đám ma mẹ các ngài. Thì các ngài thấy được, các ngài biết được cái tâm thức của đệ tử. Còn ở đây thiền hữu không có biết được, cho nên ngồi cười thôi, không khóc. Nhưng mà quý vị nên lưu ý một điều thứ nhất là đêm phổ trà trừ tịch ngày 30 đón giao thừa trong nhà chùa là như vậy, là ôn cố tri tâm, nhìn lại quãng đời tu hành của mình, coi coi mình có tiến bộ hay không tiến bộ. Đừng nghĩ rằng là quý vị là những người cư sĩ rồi không mang nợ nha, đừng nghĩ như thế. Và đừng nghĩ là thế giới nhà chùa quý thầy mới mang nợ, còn người cư sĩ là không có mang nợ, coi chừng điều đó xa nha. Một hạt cơm của người ta, người nông phu, người ta nấu, người ta trồng rất là cực nhọc, từ một cây lúa rồi đến hạt lúa rồi ra được thành một hạt gạo, công phu biết bao nhiêu, rồi cuối cùng rồi là thành một hạt cơm để mình ăn, trải qua biết bao nhiêu công sức mồ hôi của tha nhân nha. Từng nghĩ rằng là đồ mình mua ở ngoài siêu thị là mình không mang nợ, mặc dù mình mua đó. Nhưng nếu không có cái tâm thức mà trân trọng và tri ân những người sản xuất ra những sản phẩm đó để cho mình tiêu dùng, coi chừng mình mang nợ, chứ không phải không mang nợ. Cho nên đó là điều thứ nhất thì ngủ muốn chia sẻ là phải nhìn lại coi con một năm qua tiến bộ cả nào, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai bắt đầu một năm mới dựa trên một nền tảng của năm cũ để mà mình phấn đấu, và nguyện với Tam Bảo
nguyện với Long Thiên Hộ Pháp, nguyện với cõi lòng của mình, là những cái gì mình còn chưa có đạt được, mình còn vụng về, thì mình thề hay là mình nguyện đêm 30 lễ Phật tụng kinh tiễn năm cũ đi qua, thề dứt hết mọi não phiền nghiệp trước. Cho nên nó là cái điều thứ hai, nó là phải dựa trên cái nền tảng cũ, là coi cái nào mà mình chưa có viên mãn, là quyết chí năm nay là phải làm cho viên mãn. Mà dùng cái từ gọi là nguyện hoặc là thề, tiễn năm cũ đi qua, nhưng mà thề hay là nguyện dứt bỏ hết mọi não phiền nghiệp kiếp. Phải mãnh lực như vậy mới được, rồi phải quyết chí tu như vậy mới được. Đó là nói chuyện tu hành, còn nói chuyện mà coi như là về cái con đường học đạo cũng như vậy. Năm vừa qua mình nhìn lại, mình thấy mình học đạo còn kém, mà chú Đại Bi mà học 3 năm nay rồi mà chưa thuộc. Mà quý vị nên nhớ là mỗi lần Tết đến xuân về là cái thời gian cận kề với thần chết, chẳng có mừng rỡ gì hết. Hồi bé thì mình mừng rỡ là vì có tiền, có bì lì xì. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi, mỗi lần một cái Tết là báo hiệu là cái ngày và cái chỉ số thời gian, hay là cái lượng thời gian của mình còn sống ở trên cõi đời này nó làm sao? Nó ngắn lắm. Phải thấy đó chứ, không có mừng gì hết. Nó ngắn lại. Càng một lần ăn Tết là một lần ngắn lại. Và thấy ngắn lại như vậy để biết sợ, để mà mãnh lực hay là nỗ lực tiến tu. Điều thứ ba, đêm phổ trà trừ tịch là mọi người tự động trong cõi lòng của mình. Bây giờ quý vị ngồi tự động trong cõi lòng, đừng để vướng bận cái gì hết. Trong lòng nè, giờ phút này nè, tự động để cái cõi lòng nó trống trải một cách toàn triệt. Thì quý vị sẽ thấy cái hạnh phúc nó như thế nào. Và để cõi lòng một cách trống trải toàn triệt như vậy, sau đó phát khởi cái sự thương mến với nhau. Trong chùa với nhau là phải thương mến, chứ không phải trong chùa huynh đệ chị em trong chùa mà gây gỗ hơn thua, nặng lời với nhau là không được. Cái này là mặc dù là thứ ba nhưng mà nó quan trọng hết sức. Một năm mới thì sắp về, sắp tới, thì con tự coi như là để trang trải cái nỗi lòng của con nó như là nước mưa. Trời đang mưa mà, nó như nước mưa. Cõi lòng của con nó mát mẻ y như nước mưa. Và các đặc tính của nước mưa, thiền hữu phát hiện ra một điều kỳ diệu.
Quý vị có tưởng tượng là cái con đường phía sau Tứ Đồng Tâm và những cái khu vực mà huynh đệ ở trong chùa Phật tử cúng dường để mà mua gạch giày lót, và vì lá nhiều mà nhất là cái lá dầu phân diệp nha, cái vỏ dầu phân diệp nó có cái chất gì không biết, nó rụng xuống và nó dính lên mấy cái miếng gạch, đốm nhầy nhụa hết mà ớn luôn. Thiện hữu cầm vòi nước xịt mà vừa tưới vừa rửa, chà không ra. Vậy là mà chỉ có một trận mưa thôi, một trận mưa ngày Chủ nhật vừa rồi, và một thêm nữa một trận mưa ngày thứ ba, và ngày tối hôm qua cũng mưa ra, thì không có phát hiện ra là những cái chỗ mà nó nhầy nhụa, nó dơ, nó đốm ra sập bon. Không tin hồi quý vị ra mãi không. Bây giờ mới phát hiện ra một điều là cái nước mưa, bởi vậy trong kinh Pháp Hoa hoặc là Đức Phật, ngài ví dụ pháp của ngài nó tuôn chảy giống cũng như là một trận mưa, cho nên gọi là mưa pháp, hay là có dùng cái từ Hán cổ gọi là pháp vũ. Mưa pháp, một trận mưa pháp nhỏ xuống cỏ cây tùy theo giống lớn nhỏ mà tự động hấp thu. Pháp âm của Đức Phật tuôn chảy ra, mặc dầu nói một thời thuyết pháp đó, nhưng mà cỏ thì nó hấp thụ theo cái cấp của cỏ. Cây bắc tiên thì nó hấp thụ theo cây bắc tiên, mà cây cổ thụ nó hấp thụ theo kiểu của nó. Mỗi điều sai khác, nhưng tất cả đều hấp thụ. Thì Thiện Hữu nói để nói đang trời mưa mà, để nói làm sao mà quý vị mở lòng mà nó mát mẻ, thân thang mà nó nhẹ nhàng, nó giống cũng như là nước mưa, nước cam lồ đó. Nước mưa mà mưa thiên nhiên vậy đó, mà còn tưới, còn thì còn rửa sạch hết những cái bẩn nhơ và cái chỗ mà nhầy nhụa của những cái cục gạch ở trong chùa. Thì hữu ngồi nghiệm lại. Như vậy thì cái nước mưa cam lồ tâm thức của con người, nếu mà thật sự mà nó tuôn chảy thì bao nhiêu cái phiền não tiêu tan hết. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, quan gia trái chủ, cù thù chấp đấu nhiều đời nhiều cướp, kiếp của con và của cái đám Phật tử này tiêu tan hết. Nếu tâm thức của mình mà làm mở giống y như trời mưa, nước mưa rồi. Điều thứ ba là thì cũng muốn nói với vậy làm sao để cái lòng nó mát mẻ như y như nước mưa rồi. Không có cái gì bằng và nó sắp. Điều thứ tư, trong giờ phút này mà mới có 5 giờ thôi, nhân đây thì cũng nói xin phép. Một năm qua nếu Thiện Hữu có cái điều gì nói động chạm tới ai, hay là nói mà mít lòng ai, hay là nói để cho ai đó giận hờn, thì nhân cơ hội này của năm cũ xin cho sám hối. Nhân đây thì cũng cho xin lỗi vô tình hay là gì đó trong lúc
bị nghiệp chướng hay là bị vô minh nó che mờ, cho nên nói làm tổn thương đến quý vị, làm cho quý vị buồn, thì xin hoan hỷ cho sám hối, xin lỗi. Mà càng nhẹ nhàng, mà càng tha thứ được như vậy, thì nó đời sống tu hành giữa nhà chùa với Phật tử hay là giữa thầy trò nó mới có một sự gọi là gắn kết. Và ngược lại quý vị cũng phải nhìn thấy thiền hữu hạ nước xuống rồi sám hối xin lỗi rồi quý vị làm tới cũng được. Quý vị mỗi người cũng phải tự nhìn lại. Và cuối cùng thì cũng cầu chúc quý vị một năm mới là gia đình lớn nhỏ xa gần đều được bình an vui vẻ, sống hạnh phúc và đạt được những cái điều mình mong muốn cho một cái năm mới sắp tới. Trên trà đường tình thương.
dạo cõi vô thường, đóa vô ưu nở mười phương ngát vàng, hương từ tòa khắp nhân gian, tiếng kinh giải thoát lừng vang cõi lòng. Bao nhiêu khổ lụy chân hồ, dụng theo năm tháng có không ngọt ngào. Trinh thành chạm chúa xôn xa, dẫu trong mưa nắng vẫn rào rạt đây. Tinh tâm về đến liên đài, đóa hoa bất diệt huỳnh mai hé cười. Dâng đời muôn cánh hoa tươi, cho tình nhân loại tặng người thánh tâm. Thánh thời dạo cõi vô thường, đóa vô ưu nở mười phương ngát vàng, hương từ tòa khắp nhân gian, tiếng kinh giải thoát lừng vang cõi lòng. Bao nhiêu khổ lụy chân hồ, dụng theo năm tháng có không ngọt ngào. Trinh thành chạm chúa xôn xao, dẫu trong mưa nắng vẫn rào rạt bay. Tinh tâm về đến liên đài, đóa hoa bất diệt huỳnh mai hé cười. Dâng đời muôn cánh hoa tươi, cho tình nhân loại tặng người thánh tâm. Dẫu trong mưa nắng vẫn rào rạt bay. Tinh tâm về đến liên đài, đóa hoa bất diệt huỳnh mai hé cười. Dâng đời muôn cánh hoa tươi, cho tình nhân loại tặng người thánh tâm. Dâng đời muôn cánh hoa tươi, cho tình nhân loại tặng người thánh tâm. Dương tiến bước một ngày đường,
trần gian hãy xin chọn niềm sung sướng. Hãy quên đi những đau khổ nhiều nhường. Vườn đời ngát hoa thơm, dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an. Ha 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 ha, gió biển gọi ngút ngàn, vùng tâm thức đồng nội xanh trong nô nức từng bừng, nô nức từng bừng. Ánh nhật nguyệt khơi nguồn, muôn sức sống để ta dương tiến bước một ngày đường. Trần gian hãy xin chọn niềm sung sướng, hãy quên đi những đau khổ nhiều nhường. Thơm, dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an. Ha 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 ha, gió biển gọi ngút ngàn, vùng tâm thức đồng nội xanh trong nô nức từng bừng, nô nức từng bừng. Ánh nhật nguyệt khơi nguồn, nguồn sức sống để ta dương tiến bước một ngày đường. Trần gian hãy xin chọn niềm sung sướng, hãy quên đi những đau khổ nhiều nhường. Vườn đời ngát hoa thơm, dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an.